Phần 3. Quyết tâm giải thoát khỏi sanh tử. Buông bỏ những hoạt động sanh tử. Điểm đầu tiên của sự từ bỏ là bỏ lại mọi hoạt động sanh tử đằng sau để nhất tâm thực hành pháp. Những hành động. 65. Ít gì mọi việc con làm quá bận rộn mà chỉ tạo thêm sanh tử. Hãy nhìn mọi điều con đã từng làm vô nghĩa biết bao nhiêu. Giờ đây tốt hơn con nên ngừng cố gắng làm mọi sự, dừng mọi hoạt động, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chỉ có một vị Phật mới có thể tính đếm được bao nhiêu lần các bạn đã sanh ra trong sanh tử luân hồi từ vô thủy. Và chỉ một vị Phật mới có thể nói lúc nào sanh tử bắt đầu. Có nói trong pháp cao cả của sự nhớ lại rõ ràng rằng nếu các bạn có thể chồng chất tất cả thân thể các bạn đã có trong những đời quá khứ làm loài côn trùng, đống ấy còn cao hơn cả núi Tu Di. Và nếu các bạn có thể gom góp lại mọi hạt nước mắt buồn đau các bạn đã đổ ra, chúng sẽ tạo thành một đại dương lớn hơn bất kỳ đại dương nào trên trái đất. Trải qua mọi cuộc đời không thể tính đếm hết này, mọi thứ các bạn đã làm chỉ là kéo dài thêm nỗi khổ của các bạn mà không đem lại cho các bạn dầu chỉ một gang tay tiến gần hơn với giải thoát. Tại sao? Bởi vì cho đến bây giờ, mọi hành động của các bạn đều gây tai hại, hay tốt nhất thì cũng là vô ích. Những chúng sanh hữu tình thì thường trực bận rộn. Những con người chúng ta luôn luôn bận rộn tranh giành với người khác, mua, bán, làm ra, hủy hoại. Những con chim thì luôn luôn bận rộn xây tổ, ấp trứng, nuôi nấng chim con. Những con ong luôn luôn bận rộn tích tập phấn hoa, làm mật. Những con thú khác thì luôn luôn bận rộn nuôi nấng, săn bắt, canh chừng sự nguy hiểm, dạy dỗ con cái. Các bạn càng làm, các bạn càng phải làm, và sự khó khăn của các bạn càng tăng lên. Nhưng kết quả sau cùng của mọi sự quần quật và phiền phức của các bạn sẽ không tồn tại lâu hơn một hình vẽ bằng ngón tay trên mặt nước của các bạn. Khi các bạn biết rõ sự làm nản lòng và phù phiếm của bấy nhiêu hoạt động vô nghĩa, thì rõ ràng rằng sự đảm đương thật sự xứng đáng duy nhất là thực hành pháp. Nói năng. 66. Ít gì mọi điều con nói, tất cả chỉ là chuyện tầm phào vô định. Hãy nhìn nó đem lại phóng dật không thích đáng biết bao nhiêu. Giờ đây, tốt hơn con nên giữ im lặng, hoàn toàn ngưng lại nói năng. Hãy trì tụng thần chú sáu âm. Khi người ta ở cùng nhau và nói chuyện, hầu hết điều họ nói là hoàn toàn vụn vặt vô nghĩa. Cuộc nói chuyện của họ chủ yếu hấn khởi từ những luyến bám và ác cảm, chỉ dùng để tăng thêm những thức tình độc hại của họ. Mọi thứ nói chuyện vô bổ này làm sao động tâm thức, khiến tư tưởng lất phất như nhiều lá cờ giấy trong gió. Miệng là cửa của tội lỗi, châm ngôn nói thế. Lắm lời, nói dối, lời thô bạo và chuyện lê đôi mắt, tất cả gây ra những phóng dật không cùng và loạn động bên trong. Và ngay cả tài năng hùng biện khúc chiết và hấp dẫn cũng chỉ thường hơn đưa đến sự mất thì giờ và rối rắm. Đây là điều tại sao có nói trong mật thừa rằng dùng chỉ một tháng trì tụng thần chú trong khi vẫn giữ im lặng thì nhiều lợi lạc hơn để cả một năm trì chú mà có lẫn lộn với những nói chuyện bình thường. Được làm một cách thích đáng mà không có sự trà trộn của bất cứ hình thức lời nói nào khác, như trong trường hợp thứ nhất, sự trì tụng thần chú giữ được năng lực trọn vẹn của nó và cuối cùng đưa đến một nhìn thấy sáng rõ chân lý vượt trên mọi lời nói. Vì mani là âm gian tự nhiên của chân lý không thể diễn tả này. Bởi thế, sự thực hành của các bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu các bạn trừ bỏ chuyện phiếm không cùng của đời sống hàng ngày. Bằng cách giữ một lời thệ nguyện im lặng và thốt lên không cái gì khác hơn ngoài thần chú sáu âm.
đi đây đó. 67. Ít gì sự chạy lòng vòng, đến và đi chỉ làm con mệt mỏi. Hãy nhìn sự lang thang của con đã đem con xa khỏi pháp biết bao nhiêu. Giờ đây tốt hơn, con nên dừng lại và buông xả tâm thức con. Ở lại, vô tư và thoải mái, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Chạy lòng vòng đây đó chỉ làm chúng ta mệt mỏi vô cớ. Chúng ta luôn luôn lao đến để xem cái gì đang xảy ra đâu đó và dính chấp vào mọi loại biến cố trong thế giới bên ngoài. Nhưng tất cả thời gian ấy nên để nhìn vào bên trong hơn, vào sự chuyển động của những tư tưởng của chúng ta và đủ để chúng ta làm chủ chúng. Cho đến bây giờ, các bạn đã lang thang lòng vòng, lạc loại trong nhiều cõi khác nhau của sanh tử. Nơi đó không có chút gì khác ngoài khổ đau. Gom góp nghiệp và trải nghiệm sự khổ sở từ kết quả của nó, các bạn đã lạc càng ngày càng xa khỏi pháp. Không tốt hơn sao nếu bây giờ ở lại trong một nơi yên tĩnh tốt cho tham thiền? Thiền định về vị thầy thiêng liêng và những giáo lý thiêng liêng, cho đến khi ý nghĩa thật sự của pháp hoàn toàn tràn ngập tâm thức các bạn, là cách duy nhất để làm cho cuộc đời người hiếm hoi và quý giá này thật sự xứng đáng. Nếu các bạn có thể làm điều ấy, dù chỉ trong một thời gian ngắn, đó là một ân sủng lớn lao. Ăn. 68. Ít gì mọi thứ con đã ăn, tất cả chúng chỉ trở thành cứt đái. Hãy nhìn sự ngon miệng của con không thể thỏa mãn biết bao nhiêu. Giờ đây tốt hơn, con nên tự nuôi mình bằng thức ăn của Samadhi, tức định. Hãy thôi mọi thứ ăn uống và hãy trì tụng thần chú sáu âm. Bất cứ thứ gì chúng ta ăn, dù ngon lành hay vô vị bao nhiêu, rồi cũng chỉ thành phân thải. Thế thì tại sao khát khao nó đến thế? Tốt hơn là xem thức ăn chúng ta ăn như một đồ cúng, nhờ đó tích tập công đức thay vì làm mạnh thêm sự bám luyến của chúng ta. Khi các bạn ăn, hãy quán tưởng đồ ăn và thức uống của các bạn như là cam lồ thanh tịnh và trước hết cúng dường nó cho Tam Bảo. Rồi tưởng rằng chư Phật chuyển lại cho các bạn thực phẩm các bạn đã dâng cúng các ngài. Hãy ăn nó như một ban phước. Khi hết bữa ăn, hãy quán tưởng các bạn là Quán Thế Âm và thức ăn các bạn vừa ăn được chuyển hóa thành cam lồ. Nó chảy tràn từ hai tay và từ toàn thân các bạn đến làm nhẹ bớt sự đói khát của tất cả chúng sanh trong cõi ngạ quỷ. Hành vi ăn bình thường như vậy trở thành một cách để tích tập công đức. Bằng cách hội nhập pháp vào mọi hoạt động của các bạn, mỗi một phương diện của đời sống hàng ngày có thể được chuyển thành một sự thực hành làm phong phú hiểu biết của các bạn. Tại sao mong muốn những bữa ăn thịnh soạn, cố gắng thỏa mãn sự khát khao của các bạn thì giống như uống nước muối, càng uống càng khát thêm. Hãy nhìn bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc người ta đã chi tiêu chỉ cho một bữa ăn ngon. Thay vì mọi thứ đó, hãy bằng lòng với thức ăn giản dị và thỏa thích trong cam lồ của Samadhi. Sự thiền định của an định và quán chiếu, nó sẽ đem lại thỏa mãn sâu xa và gỡ những che chướng khỏi các bạn. Nhận biết nguồn gốc của sự nuôi dưỡng chân thật, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Suy nghĩ. 69. Ít gì mọi tư tưởng của con, chúng chỉ đem đến thêm mê lầm. Hãy nhìn mọi mục tiêu con đã trù tính được thành tựu ít biết bao nhiêu. Giờ đây, đối với những quan tâm của đời này, tốt hơn con chớ nghĩ quá xa. Dẹp bỏ mọi kế hoạch của con, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Không kéo dài những tư tưởng quá khứ hay chờ đón những tư tưởng tương lai, hãy hộ trì một tỉnh giác trong sáng về khoảnh khắc hiện tại. Khác đi thì không thể có sự chấm dứt cho sự tiếp nối của những vọng tưởng. Như Gyatso Thome Minh Triết và Thánh Thiện đã nói, mọi cái gọi là những thú vui buồn này giống như những hình vẽ trên mặt nước, việc gì phải chạy theo chúng.
nếu các bạn thực sự phải có điều gì để suy nghĩ. Bây giờ hãy chiêm nghiệm như thế nào mọi sự được kết tập sẽ mất đi và mọi sự được xây dựng sẽ tan rã. Sự phù phiếm của việc hoạch định cho tương lai không thể dự kiến được minh họa bằng câu chuyện người cha của mặt trăng tuyệt vời. Một đêm nọ, một nông dân trước khi đi ngủ cột một bao lúa lớn vừa thu hoạch xong và treo nó lên một xà nhà ngay trên giường mình. Anh ta nằm ngã lưng trên đệm, hai tay kê sau đầu nhìn bao lúa. Chắc chắn ta sẽ có thể bán lúa này để có một số tiền. Với số tiền đó, ta sẽ có cơ hội có một hôn nhân tốt đẹp với một người đẹp đẽ. Khi làm đám cưới xong, sẽ không lâu ta sẽ có một đứa con trai xinh xắn. Ta hãy suy nghĩ, mình sẽ đặt tên cho nó là gì đây? Thấy mặt trăng tròn chiếu rực rỡ qua khung cửa sổ, anh ta đột nhiên có một ý tưởng. Biết rồi, ta sẽ gọi nó là mặt trăng tuyệt vời. Nhưng ngay lúc đó, một con chuột đã gặm xong sợi dây treo bao lúa. Cái bao nặng rơi xuống người anh nông dân, chấm dứt đời anh và những dự định của anh. Chớ để tâm thức các bạn lạc mất trong suy tính. Hãy bỏ hoàn toàn mọi kế hoạch cho những quan tâm bình thường của cuộc đời này. Và nhớ, mỗi phút giây trôi qua là một cơ hội để thực hành pháp, nó sẽ đem lại điều gì? Hãy hướng mỗi tư tưởng của các bạn về quán thế âm, thay vì nhượng bộ cho sức mạnh của vọng tưởng. Hãy lấp đầy tâm thức các bạn với tình thương và bi mẫn cho tất cả chúng sanh. Và thay vì tự làm mình kiệt sức một cách vô ích khi cố gắng đáp ứng mọi mục tiêu bình thường của các bạn, hãy an trụ trong tánh bình đẳng thản nhiên đến từ thiền định sâu xa. Thực hành như vậy, dù ít ỏi như chỉ một giờ, là một đối trị hiệu quả với những phiền não che ám và chắc chắn củng cố sự tiến bộ của các bạn trên con đường. Thế nên, cắt đứt mọi hy vọng, kế hoạch và mong mỏi, chúng chỉ làm khuấy động tâm thức. Hãy trì tụng thần chú sáu âm. Những sở hữu 70. Ít gì mọi thứ của con, tài sản chỉ là bám chấp. Hãy nhìn, con sẽ bỏ lại đằng sau những gì con có sớm biết bao nhiêu. Giờ đây tốt hơn, con nên chấm dứt sự bám níu sở hữu của mình. Thôi chiếm hữu và tích trữ sự vật, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Những sở hữu như mọi thứ vật chất khác phải tan rã không sớm thì muộn. Thịnh vượng gây ra lo lắng không cùng và mọi loại tâm thái xấu xa. Có châm ngôn rằng, giàu có của bạn càng tăng, khổ não của bạn càng lớn. Các bạn có thể tiêu pha toàn bộ cuộc đời mình để tích chứa sở hữu và tiền bạc cho đến khi các bạn giàu như chính thần tài. Và rồi thình lình cái chết sẽ cướp của các bạn tất cả. Hãy xem số phận của rất nhiều nhà cai trị quyền quy và triều đại thịnh vượng rồi bị sụp đổ bởi mưu đồ, thảm họa, biến động, chiến tranh và mọi thứ khổ đau khác mà họ hình như hấp dẫn tới. Không đau đớn sao khi thấy ai đó trẻ rúng trong chốc lát một hạt ngọc quý báu, như thể nó là một hòn đá tầm thường, rồi dứt nó đi. Thế đấy, vậy mà còn khổ sở hơn khi thấy những người nào có cơ hội quý báu để thực hành pháp mà lại phung phí đời họ vào sự theo đuổi mê lầm những mục tiêu vô nghĩa. Sử dụng cuộc đời làm người này cho những cái khác với mục đích thật sự của nó thì cũng giống như đổ đầy một bình chứa bằng vàng với cước đáy. Chớ phung phí hay sử dụng sai cơ hội quý báu này. Chớ tiêu phí hết thời gian của các bạn để gom góp sự vật. Chúng hoàn toàn không cần thiết. Tốt hơn rất nhiều khi dùng nó để xây dựng công đức của sự thực hành tâm linh. Dù trì tụng một ít mani hay thực hành trong một chốc lát sẽ cho các bạn giàu có trong kho tàng tâm của các bậc giác ngộ. Thấu hiểu rằng không có sự giàu có nào của thế gian sẽ đem lại lợi ích thật sự cho đời này lẫn đời sau. Hãy trì tụng thần chú sáu âm với tinh tấn, sùng mộ và niềm vui. Ngủ 71.
Ít gì mọi thời gian con ngủ, tất cả chúng chỉ được tiêu phí trong sự mê mờ mù mịt. Hãy nhìn cuộc đời con trôi mất trong lười biếng dễ dàng biết bao nhiêu. Giờ đây, tốt hơn con nên bắt đầu nỗ lực toàn tâm, ngày và đêm, cự tuyệt mọi phóng dật, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Vào tuổi 70, các bạn sẽ đã tiêu pha 70 lần 365 đêm. Hay hơn 20 năm chỉ để ngủ như một xác chết. Giấc ngủ bình thường không chỉ không ích lợi gì cho việc thực hành pháp của các bạn, nó cũng làm mạnh trở lại xu hướng nghiệp của các bạn đối với vô minh, đến độ mà sự lười biếng quá độ cũng đủ gây ra sự tái sanh trong những cõi thấp của sanh tử. Bởi thế, quan trọng nhất là các bạn bỏ đi sự lười biếng và tập trung mọi nỗ lực nhất tâm vào sự thực hành pháp. Cũng quan trọng là sử dụng những phương tiện để chuyển hóa giấc ngủ bình thường thành một thực hành. Nó sẽ làm tăng thêm sự tiến bộ của các bạn trên con đường. Trước khi đi ngủ ban đêm, hãy nghĩ về điều các bạn đã làm trong ngày. Sám hối mọi hành động xấu và quyết định không lặp lại chúng. Nhớ lại việc gì tốt các bạn đã làm. Hãy hồi hướng mọi công đức các bạn đã tích tập được trong ngày cho sự giải thoát nhanh chóng của tất cả chúng sanh. Rồi theo tư thế sư tử, nằm dài trên phía phải, với bàn tay phải để dưới má phải và cánh tay trái duỗi trên sườn trái. Đây là tư thế Đức Phật nằm khi nhập Parinirvana. Tiếp theo, quán tưởng quán Thế Âm bằng cỡ ngón tay cái, ngồi trên một hoa sen đỏ bốn cánh trong tim các bạn. Những tia sáng tuôn ra từ ngài, tỏa đầy thân thể các bạn, căn phòng các bạn và dần dần toàn cả vũ trụ, làm chảy tan mọi sự vào một khối ánh sáng rực rỡ. Hãy rơi vào giấc ngủ trong khi duy trì quán tưởng này. Nếu các bạn có thể dùng giấc ngủ cho sự thực hành theo cách này, sự thực hành ban ngày sẽ liên tục hòa lẫn với sự thực hành của ban đêm. Tương tự, khi các bạn có thể sử dụng những phương tiện để chuyển hóa mọi hoạt động hàng ngày của các bạn thành thực hành, sau thiền định sẽ liên tục hòa lẫn vào thiền định. Cái này sẽ nâng cấp cái kia và sự tiến bộ của các bạn sẽ nhanh chóng. Kiên trì cả ngày lẫn đêm, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Nhu cầu khẩn thiết phải thực hành. 72. Không còn thời gian, không còn thời gian nữa, không còn thời gian để ở yên. Khi cái chết thình lình ập xuống trên con sẽ làm gì? Giờ đây tốt hơn, con hãy bắt đầu thực hành ngay thánh pháp. Giờ đây, nhanh chóng, cấp bách, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Các bạn có thể chắc chắn rằng cái chết rồi sẽ đến, nhưng các bạn không bao giờ chắc chắn nó đến khi nào, ở đâu hay như thế nào. Có thể là ngày hôm nay. Cái chết không rung động trước mọi quyền lực và đạo quân trong thế giới, không động lòng bởi những khẩn khoan hùng biện nhất, trơ với những sắc đẹp lộng lẫy nhất, không nao núng bởi sự hối lộ hậu hĩnh nhất. Không có cái gì có thể tắt dừng cái chết, dù chỉ một khoảnh khắc. Khi thời của các bạn đã đến, chỉ có một thứ sẽ có ích dụng cho các bạn. Bất kỳ pháp gì các bạn đã làm, hãy luôn luôn nhớ đến cái chết. Như những đạo sư Kadampa đã nói, chính là thiền quán về cái chết sẽ trước tiên xoay tâm thức bạn về pháp, rồi thôi thúc những cố gắng thực hành của bạn và cuối cùng cho phép bạn nhận ra cái chết như là pháp thân. Tuy nhiên, phút giây chết không phải là thời gian để bắt đầu thiền định. Bây giờ là thời gian đó. Khi tâm thức các bạn khỏi bận bịu và thân thể các bạn khỏi bệnh tật, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Và dù nếu cái chết giáng xuống các bạn một cách không ngờ trước, các bạn cũng đã được chuẩn bị, không hối tiếc hay sợ hãi. Chớ bao giờ quên cuộc đời này sẽ chấm dứt nhanh chóng bao nhiêu, như một tia sấm chớp mùa hè hay một cái vẫy tay. Bây giờ các bạn có dịp may thực hành pháp, chớ có phung phí chỉ một khoảnh khắc nào cho việc gì khác, mà với tất cả năng lực
và tinh tấn, hãy trì tụng thần chú sáu âm. 73. Còn có thể nói đến những năm, những tháng hay những ngày. Hãy nhìn sự vật biến chuyển từng khoảnh khắc như thế nào ngay giờ đây. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đem con gần hơn đến cái chết. Giờ đây, ngay trong một niệm này, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Không có gì ở yên, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, mọi sự đều biến chuyển. Mùa xuân các hạt nảy mầm, mùa hè mầm đọt thành lá, cuốn và hoa. Mùa thu hạt chín và được thu hái. Và mùa đông đất lại sạch sẽ chuẩn bị cho mùa năm sau. Như mặt trăng tròn và khuyết theo từng tháng. Như mặt trời mọc và lặn trong một ngày, mọi sự đều chịu sự biến đổi không ngừng. Buổi trưa có thể thấy cả ngàn người ca hát và khiêu vũ trong hội chợ. Nhưng buổi tối, toàn thể hội trường im ắng và trống không. Trong thời gian đó, mỗi người tham dự đã vượt mất vài giờ để đến gần hơn với cái chết. Cũng như mỗi sự vật luôn luôn chuyển đến gần hơn sự tan rã sau cùng của nó không thể tránh nổi. Đời các bạn cũng vậy, như một ngọn đèn sáp đang cháy sẽ nhanh chóng tiêu hết. Thật điên rồ khi nghĩ rằng các bạn có thể trước hết làm xong mọi công việc của mình và rồi rút lui để dùng những quãng đời còn lại cho việc thực hành pháp. Các bạn có thể chắc chắn rằng các bạn sẽ sống bao lâu? Cái chết không giáng xuống người trẻ cũng như người già sao? Bởi thế, bất kể các bạn đang làm gì, hãy nhớ đến cái chết và giữ tâm thức các bạn chuyên chú vào pháp. Trong cách ấy, hãy trì tụng thần chú sáu âm. 74. Vì cuộc đời con tuột đi như mặt trời lặn, chìm mất nơi xa. Cái chết đến gần như những cái bóng dài ra của buổi chiều. Bây giờ cái để lại của đời con sẽ biến mất nhanh chóng như những chiếc bóng cuối cùng phai lạc. Không còn thời gian để phung phí nữa, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Ngay từ khoảnh khắc sanh ra, các bạn đã bị kết án tử hình phải chết. Không có bác sĩ lỗi lạc nào có thể ngăn chặn nó. Cái chết tiến tới không ngơi ngớt về phía các bạn như bóng của những ngọn núi phía Tây lúc hoàng hôn, nuốt chửng mọi sự vào bóng tối trên đường đi của nó. Đức Phật đã diễn tả như mẫu mực của tốc độ. Một người có thể bắt tất cả bốn mũi tên đang bay được bắn đồng thời về bốn hướng bởi bốn tay cung mạnh mẽ. Ngài nói, còn nhanh hơn thế là sự đi đến của cái chết. Một lần nọ, Đức Phật đi ngang qua chỗ bốn người lực lưỡng đang cố gắng di chuyển một hòn đá khổng lồ. Với chỉ một cử động không gắng sức của chân, Phật hất tung khối đá lên không và nó bể tan từng mảnh. Ngạc nhiên, mấy người ấy hỏi làm sao Ngài có sức mạnh kỳ lạ như vậy? Và Phật trả lời rằng đó là nhờ tích tập công đức. Họ hỏi Ngài có thể có ai còn mạnh hơn Ngài? Có. Phật trả lời, cái chết, và bởi vì cái chết, ta sẽ phải bỏ ngay cả cái thân với tất cả tướng hảo này. Đức Phật đã luôn luôn dạy rằng, tham thiền về cái chết và vô thường là sự động viên mạnh nhất để thực hành pháp. Làm chủ tâm thức. 75. Thần chú sáu âm, dù hoàn hảo như pháp, cũng trì tụng không kết quả khi nói chuyện gẫu và nhìn đó đây, và bám lấy con số biến trì tụng là rõ ràng trược điểm chủ yếu. Trong chừng tâm thức một cách không sao lãng, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Thần chú sáu chữ có năng lực trừ diệt mọi phiền não tiêu cực của các bạn và đem đến cho các bạn lợi lạc không thể tưởng tượng. Nhưng nó không thể hiệu quả trọn vẹn nếu các bạn không trì tụng nó với sự tập trung thích đáng. Khi các bạn trì tụng nó, nếu các bạn bị sao lãng bởi những cảm giác thân thể, những vật khác nhau để nhìn ngó, kiện rỗi với những người khác hay những tư tưởng lang thang của các bạn,
thì năng lực thần chú giống như vẽ ống ánh của một miếng vàng dính cáu bẩn sẽ không bao giờ được cảm thấy. Dù nếu những hạt của chuỗi hạt các bạn chuyển qua những ngón tay của các bạn với tốc độ rất nhanh, một vẻ bề ngoài trống rỗng của sự thực hành như vậy liệu có ích gì? Điểm chủ yếu không phải là tích tập một con số trì tụng khổng lồ với bất cứ giá nào, mà là đạt được một cái hiểu sâu hơn về sự thực hành và mục đích của nó. Để thu hoạch quả trọn vẹn của sự trì tụng mani, quan trọng là giữ thân các bạn trong tư thế đúng mà không có những cử động bất an nào. Chỉ giới hạn ngữ của các bạn vào sự trì tụng thần chú mà thôi, không nói chuyện gì khác, và giữ tâm thức các bạn tập trung vào quán tưởng, không để cho nó xao lãng bởi những kỷ niệm quá khứ hay những dự phóng tương lai. Hãy mong mỏi thi đua với Jetsun Milarepa. Ngài đã bỏ mọi hoạt động rộn ràng và những phóng dật vô ích của cuộc đời bình thường, dẹp đuổi biến nhát và phiền não tiêu cực ra khỏi tâm thức và hoàn toàn hiến mình cho sự thực hành pháp. Nếu các bạn thực hành theo cách này, không nghi ngờ gì, dòng tâm thức của các bạn sẽ được ban phước bởi tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. 76. Nếu con kiểm tra tâm thức của con trở đi trở lại, bất cứ điều gì con làm sẽ trở thành con đường toàn hảo. Trong tất cả hàng trăm giáo huấn trọng yếu, đây là cái tinh túy cốt lõi. Hãy nấu chảy mọi sự thành một điểm chủ yếu độc nhất này, và hãy trì tụng thần chú sáu âm. Điểm chính yếu bao trùm của Phật Pháp là làm chủ tâm thức. Nếu các bạn làm chủ tâm thức, các bạn sẽ có chủ quyền trên thân và ngữ. Thế là khổ đau của chính các bạn và của những người khác phải đến chỗ chấm dứt. Nhưng nếu các bạn để cho tâm thức chứa đầy phiền não tiêu cực, bây giờ dù những hành động của thân và những lời nói các bạn có vẻ hoàn hảo, các bạn cũng đang xa khỏi con đường. Làm chủ tâm thức được thành tựu nhờ sự tỉnh giác thường trực mọi tư tưởng và hành động của các bạn. Hãy kiểm tra trở đi trở lại tâm thức các bạn, và ngay khi những tư tưởng xấu khởi lên, hãy chữa lành chúng bằng những đối trị thích hợp. Khi những tư tưởng tốt khởi lên, hãy làm mạnh thêm chúng bằng cách hồi hướng công đức chúng mang lại, mong muốn rằng tất cả chúng sinh được an lập trong giác ngộ tối hậu. Giữ gìn cái chánh niệm thường trực này trong những thực hành chỉ, tức an định, và quán, tức quán chiếu. Cuối cùng, các bạn sẽ có thể duy trì sự nhận biết của trí huệ ngay giữa những hoạt động và sao lãng phóng dật bình thường. Chánh niệm tỉnh giác như thế là nền tảng cốt lõi, sự chữa lành cho mọi phiền não của sanh tử. Sự thực hành pháp đem lại các bạn đến chỗ các bạn có thể duy trì sự tỉnh giác thường trực như nhau, hoặc trong hay ngoài những thời thực hành. Đây là điểm tinh túy của tất cả những giáo huấn tâm linh. Không có nó, dầu các bạn có trì tụng nhiều thần chú và lời cầu nguyện đến đâu, dầu nhiều ngàn lễ lại và đi nhiễu các bạn làm, khi nào tâm thức các bạn còn sao lãng phóng dật, thì không có thứ nào giúp cho các bạn giải thoát khỏi những phiền não che ám của các bạn. Không bao giờ quên điểm tối yếu này. Hãy trì tụng thần chú Mani. Những bài kệ kết thúc. 77. Phần nhất, sự tố cáo buồn rầu của ta về những cách thức của thời đại suy đồi này là một sự khiển trách ta có ý định dành cho chính ta. Sự thương cảm buồn rầu này đã tác động sâu xa đến ta. Bây giờ ta tặng nó cho con, nghĩ rằng con cũng cảm thấy như vậy. Phần thứ nhất của lời dạy này chỉ ra mức độ con người trong thời đại suy đồi này đã rơi vào dưới sự chao đảo của những hành động và thức tình của họ, nêu lên sự mất hướng của cuộc đời bình thường và miêu tả hậu quả phá hoại của cách ứng xử của con người về hạnh phúc mà họ đang tìm kiếm. Phù hợp với giáo lý lần thứ nhất của Phật, nếu các bạn thấy biết rõ ràng rằng sanh tử bị đau khổ thấm khắp, bấy giờ
quyết tâm giải thoát khỏi nó sẽ an lập vững chắc trong tâm thức các bạn như viên đá đặt nền thiết yếu cho sự thực hành pháp của các bạn. Chính là để đem lại sự thay đổi thái độ này mà Patrun Rinpoche đã biểu lộ sự buồn rầu và mệt mỏi chán ngán ngài cảm thấy với những cách thức của sanh tử. 78. Nếu đó không phải là trường hợp của con, và con tin tưởng hoàn toàn vào sự hùng vĩ của cái thấy và thiền định của con, những ý kiến khôn ngoan làm thế nào phối hợp cái thế gian và cái tâm linh, và sự thiện xảo khéo léo giải quyết những vấn đề cho sự thỏa mãn của tất cả. Nếu con có tất cả những thứ đó, bây giờ ta gửi con những lời tạ lỗi của ta. Patrun Rinpoche đã kết án sự ứng xử điên đảo và lừa dối của con người trong thời đại đen tối này, không phải trong một tinh thần thù hận, mà là để phát hiện và sửa chữa những khuyết điểm của chính bản thân Ngài. Ngài cũng hy vọng rằng bằng cách nói ra, Ngài cũng có thể khuyến khích những người khác thức tỉnh với những vọng tưởng của thời đại này và nhận biết rằng Pháp là con đường duy nhất đến giải thoát. Ý định đằng sau phần thứ nhất, bởi thế, là xoay tâm thức điên đảo về với Pháp. Nhưng rồi Patrun Rinpoche thêm rằng, người đọc nào đã vượt khỏi những cách thức công vậy, méo mó của thời đại chúng ta và đã đạt được sự xác tín và thành tựu hoàn hảo trong cái thấy, thiền định và hành động của những kinh và tantra, tâm thức họ luôn luôn đặt trên tư tưởng cao cả làm lợi lạc cho những người khác, và họ đã thành công hội nhập tinh túy của Pháp với sự dấn thân vào những công việc của thế gian. Trong trường hợp này, Ngài tạ lỗi vì đã lạm quyền ban tặng lời khuyên bảo không thích hợp này. 79. Phần 2. Sự luận giải của ta an lập cái thấy và thiền định. Bởi vì, dĩ nhiên ta không có kinh nghiệm chứng ngộ nào cả, mà chỉ sắp xếp cái gì ta đã hiểu nhờ những lời dạy từ dòng phái quý báu của cha và con toàn tri. Cấu trúc nền tảng của mọi giáo lý của Tiểu Thừa, Đại Thừa và Kim Cương Thừa là sự giải thích về cái thấy, thiền định và hành động. Patrun Rinpoche khiêm tốn từ chối đã có kinh nghiệm nào về ba cái này. Dĩ nhiên thật ra, Ngài đã nghiên cứu và hòa nhập một cách thấu triệt những lời dạy của Longchen, Ramsam và Jigme Lingpa, cha và con của dòng Đại Toàn Thiện. Rồi Ngài đã đạt đến chứng ngộ toàn diện và đem lợi lạc không thể nghĩ bàn cho chúng sanh. Trong bài giảng này, Ngài sắp xếp những điểm trọng yếu của con đường Phật giáo. Làm thế nào nhận ra vọng tưởng vô minh, phá hủy sự thống trị của nó, và cuối cùng chuyển hóa nó thành trí huệ. 80. Phần 3. Sự cổ vũ của ta cần buông bỏ mọi sự và thực hành. Vì con có thể dễ dàng trượt ngoài điểm chủ yếu, nó thật dễ dàng. Nhưng bởi vì nó hoàn toàn không mâu thuẫn với những lời dạy của chư Phật, Bồ Tát, nên thật sự tốt đẹp cho con khi đem nó vào thực hành. Chiêm nghiệm những thống khổ không cùng của sanh tử sẽ làm cho các bạn cảm thấy buồn bã và ghê sợ. Và cảm giác này sẽ phát triển thành một ham muốn mạnh mẽ thoát khỏi mọi thứ đó. Sự quyết tâm buông bỏ sanh tử này bây giờ sẽ dẫn các bạn đến kết luận rằng điều tốt nhất các bạn có thể làm cho chính mình và những người khác là thực hành pháp. Các bạn đã tự đặt ra nhiều mục tiêu trong đời sống, nhưng bây giờ để cho sự tốt đẹp của chính các bạn phải chọn cái gì trong chúng là quan trọng và khẩn cấp nhất. Nếu các bạn chấp nhận Pháp một cái gì hoàn toàn đúng đắn, các bạn sẽ thấy rằng thực hành Pháp không phải là cái gì có thể trì hoãn được. Bao nhiêu người trong thế giới này sẽ chết trong giờ tới? Các bạn có thể chắc rằng mình không là người trong số đó. Dầu trường hợp nào, chắc chắn không có gì có thể đạt được từ sự phung phí thời gian các bạn có, dù cho cuộc đời các bạn có dài lâu chăng nữa. 81. Bài giảng này, đức hạnh trong lúc bắt đầu,
khoảng giữa và lúc chấm dứt, được viết ra trong hang Định Chiến Thắng Núi Trắng của bậc thành tựu. Cho một người bạn cũ mà sự cầu khẩn không thể cưỡng lại được nữa, bởi lão già rách rưới Apu Harapo này đang bị thiêu cháy bởi năm độc. Do sự yêu cầu kiên trì của một trong những đệ tử, văn bản này được tạo ra bởi Patrun Rinpoche, Ogwin Zigme Chokji Wangpo ở Chaka Sigyan, hang Định Chiến Thắng Núi Trắng, trong xứ Kham, miền đông Tây Tạng, không xa Dasidu, trên biên giới cũ giữa Tây Tạng và Trung Hoa. Patrun Rinpoche sống ẩn cư với năm đệ tử trong nơi chốn đẹp đẽ này, với những vách đá cao màu trắng đầy những hang động tự nhiên. Ở đây, Ngài cho nhiều sự chỉ dạy, như văn bản này là một trong ánh sáng của kinh nghiệm thiền định của chính mình. Apu Harapo là tên quen thuộc của Patrun Rinpoche. Apu trong tiếng miền đông Tây Tạng là một cách thức thư gửi tôn trọng. Theo truyền thống văn học, Apu cũng có thể được giải thích như sự phối hợp của những chữ A, biểu tượng của tánh không vô sanh, và Pu, nghĩa là con, ám chỉ đến tình thương của Patrun Rinpoche cho tất cả chúng sanh như họ là con ruột của Ngài. Vì lòng từ ái và bi mẫn của Ngài với tất cả, Ngài cũng thường được gọi là Apu tốt. Patrun Rinpoche chế nhạo cái tên Apu tôn kính dành cho Ngài bằng cách tự gọi mình là Apu Harapo. Harapo nghĩa là một người mặc đồ cũ rách. Như Ngài thật sự làm thế hầu như luôn luôn. Thật ra có thể nói rằng Patrun Rinpoche là người đã hoàn toàn xé rách nát cơ cấu của vọng tưởng. Sự cho rằng chủ thể và đối tượng là có hiện hữu thật sự. Như Kempo Senga, một đạo sư thành tựu và là một đệ tử của Patrun Rinpoche, đã nói về Ngài khi bình luận về dòng này. Ngài đã đốt cháy hoàn toàn năm độc trong ngọn lửa của trí huệ. Hồi hướng công đức 82. Ta đã huyên thuyên dài dòng, nhưng có sao đâu. Đề tài của ta thì rất xứng đáng và ý nghĩa không sai lầm. Thế nên công đức nó đem lại, ta trao tặng cho con và cho tất cả chúng ta khắp hết ba cõi. Nguyện tất cả những mong ước của chúng ta được cảm hứng từ những giáo lý trở thành sự thật. Patrun Rinpoche tạ lỗi rằng bài giảng không tao nhã của Ngài đã dài dòng lặp đi lặp lại như những dây bật đơn điệu của một cây đàn cũ kỹ đã gãy. Tuy nhiên, Ngài xác nhận ý nghĩa những lời Ngài nói luôn luôn trung thành với giáo lý của Đức Phật, thoát khỏi lỗi lầm. Và điều này khiến cái gì Ngài nói xứng đáng để nghe, xứng đáng để nghiên cứu và xứng đáng để đem vào thực hành. Bởi thế, công đức nào đã gia tăng từ sự diễn bày ba phần của bài giảng, Ngài tiếp tục hồi hướng cho tất cả chúng sanh, để cho khi đang theo con đường của những Bồ Tát, họ có thể đạt đến mức độ tối thượng của Quán Thế Âm. Lời kết. Ở Tây Tạng, xứ sở của tuyết, Phật giáo đã nở rộ hơn 1.000 năm. Qua 3 thế kỷ liên tiếp, 3 nhà vua Tây Tạng vĩ đại Songchen Gampo, Rishon Desen và Tri Rapachen mỗi vị đã phát triển niềm tin lớn lao vào Phật Pháp và sự thực hành thiền định. Và họ đã thiết lập ở Tây Tạng những điều kiện cần thiết cho sự phổ biến của giáo lý. Trải qua nhiều thế kỷ tiếp theo, người Tây Tạng đã giữ gìn niềm tin chỉ đài của họ vào Tam Bảo và đã có thể hội nhập ý nghĩa của Phật giáo vào đời sống hàng ngày của họ. Có đề cập nhiều lần trong Mani Kapum của vua Tongsen Gampo rằng chính Đức Phật giao phó sự chăm sóc dân Tây Tạng cho Quán Thế Âm thiêng liêng. Ngài ban phước cho toàn đất nước như là cõi Phật của núi Potala. Mọi người nam như là chính Ngài,
và mọi người nữ như là Zetsun, Rosma. Trong những thập niên gần đây, những nghịch duyên và xung đột kinh khủng đã xảy ra với Tây Tạng. May mắn thay, qua hoạt động bi mẫn của chư Phật và đặc biệt của Quán Thế Âm, năm 1959, khi Tây Tạng bị xâm chiếm, Đức Dalai Lama đã có thể thoát an toàn qua Ấn Độ. Một xuất hóa sống thực của Quán Thế Âm, Đức Ngài làm việc không mệt mỏi để bảo tồn và phổ biến giáo lý thiêng liêng. Qua sự gia bị của Ngài, ngày nay Phật Pháp không chỉ trở lại sanh quán của nó, Ấn Độ, mà những cầu nguyện của chúng ta cho Pháp được bừng nở lại một lần nữa ở Tây Tạng cũng đang trở thành hiện thực. Những giáo lý được ban cho ở đây được tập trung vào Quán Thế Âm, bậc Pháp chủ của tất cả các mạng Đà La. Bởi vì Ngài là Phật của Đại Bi và bởi lòng Bi là tâm của những giáo lý Phật giáo. Quán Thế Âm là bổn tôn tối thượng của thiền định và sự trì tụng thần chú của Ngài thì đặc biệt đầy thần lực, chứa đựng sự ban phước lớn lao và hiệu nghiệm trong việc làm nhẹ bớt khổ đau của chúng sanh. Thiền định thường trực về Quán Thế Âm với lòng sùng mộ không lay chuyển, bởi thế là một cách thức hiệu quả để tiến bộ trên con đường Đại Thừa và đánh bóng viên ngọc Bồ Đề Tâm. Trong phương diện bên ngoài hay tương đối của Ngài, Quán Thế Âm ở nơi cõi Phật của núi Potala, nhân cách hóa lòng bi của tất cả chư Phật. Trong phương diện bên trong hay tuyệt đối của Ngài, Ngài là trí huệ đại bi vốn có của chúng ta. Hiểu hai cái tuyệt đối và tương đối đồng hiện hữu với nhau như thế nào thì được gọi là cái thấy. Tuy nhiên, chỉ bản thân hiểu biết thì chưa đủ, và nếu không được áp dụng thì có ít lợi ích. Như với bất kỳ kỹ năng nào, cái hiểu biết này phải được đưa vào trong việc làm và hòa nhập vào thân tâm chúng ta qua tiến trình làm quen, thường được ám chỉ là thiền định. Và trong trường hợp này, cốt ở sự thực hành đích thực nhắm vào Quán Thế Âm. Một khi các bạn đã nhận biết cái thấy, khi các bạn thực hành nó qua thiền định, mọi hành động, lời nói và tư tưởng của các bạn sẽ tự nhiên trở thành càng ngày càng tốt lành. Cuối cùng, dầu cho nghỉ ngơi, làm việc, ăn hay ngủ, hoặc vui hay buồn, các bạn sẽ thường trực có tư tưởng Quán Thế Âm hiện diện trong tâm thức các bạn. Đây gọi là hành động, hạnh. Sau khi nhận những lời dạy này, từ nay trở đi, các bạn cần dệt may chúng vào trong khuôn vải của đời sống các bạn, đến độ chúng trở thành hòa nhập trong tất cả tư tưởng, lời nói và hành động của các bạn. Điều này không dễ làm. Nhưng qua sự ban phước gia bị của Quán Thế Âm và hiệu lực của thần chú Ngài, các bạn sẽ lần lượt tiến bộ, chiến thắng những chướng ngại và đạt được giải thoát như là quả của những cố gắng của các bạn. Ở Tây Tạng sau năm 1959, với những điều kiện đối xử cực kỳ khó khăn, hàng vạn người tiếp tục thực hành Pháp một cách âm thầm, và họ đã vươn khỏi thử thách của họ với đức tin còn lớn hơn. Nhưng trong trường hợp các bạn, không ai ngăn cấm các bạn cầu nguyện hay thực hành. Thế nên, hãy trì tụng mani, tư duy về những giáo lý và nấu chảy chúng hòa tan vào thân tâm các bạn bằng cách thiền định về chúng mỗi ngày. Hay ngay cả dù nó không nhiều hơn vài chốc lát. Pháp là cái gì chính các bạn phải thực hành, không ai khác có thể làm điều đó cho các bạn. Hoặc thực hành chính thức trong một thời khóa hay mang sự thực hành vào những hoạt động của đời sống hàng ngày. Các bạn cần nhớ 3 điểm tối thượng áp dụng cho sự chuẩn bị, bản chất và kết thúc cho bất cứ điều gì các bạn đang làm. Sự chuẩn bị là mong muốn rằng điều các bạn sắp làm được lợi lạc cho tất cả chúng sanh, đem lại cho họ hạnh phúc và cuối cùng dẫn họ đến giác ngộ. Bản chất là hoàn toàn chú ý vào điều các bạn đang làm mà không cho rằng chủ thể, đối tượng hay hành động có bất kỳ hiện hữu thật sự nào. Kết thúc là hồi hướng cho tất cả chúng sanh, công đức các bạn có thể đã tích tập qua sự thực hành hay hoạt động của các bạn.
bằng cách đóng dấu ấn mọi thứ các bạn làm với sự hồi hướng này. Các bạn bảo đảm công đức sẽ chính thành quả của Phật tánh cho cả chính các bạn và cho những người khác. Trong thời đại này, xáo trộn bởi chiến tranh, nạn đói, bệnh tật, thiên tai và khổ đau thân tâm của mọi loài, nghĩ đến dù chỉ một phút giây về phúc lợi của những người khác là công đức không thể quan niệm nổi. Xin hãy đem những lời dạy này vào lòng và đưa chúng vào thực hành. Điều này sẽ làm cho mọi điều tôi nói ở đây thực sự có giá trị.